Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021, từ hôm qua, mùng 6 Tết Tân Sửu, cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến phường, xã đều làm việc với thái độ nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm với công việc. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV tại quận Ngũ Hành Sơn. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào chiều nay, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận Ngũ Hành Sơn. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, có khá đông người dân đến giao dịch. Mọi quầy giao dịch đều diễn ra bình thường, không khác mấy so với ngày thường. Trong thời gian nghỉ Tết, đi làm quay trở lại, mọi người công an ở đây làm giúp đỡ rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi thấy rất hài lòng. Thì hướng dẫn tận tình, giúp đỡ cho mình vô đây, chỉ từng cửa, mình lùm chứng minh, là chỉ từng cửa mà mình lùm giấy tờ là chỉ đi cửa khó. Rất quan tâm tận tình lùm. Cùng với bộ phận một cửa, các phòng ban, đơn vị tại quận Ngũ Hành Sơn đã chấp hành nghiêm túc quy định giờ giấc làm việc. Các đơn vị đã tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Ngay từ đầu năm, cũng phải sắp vô và triển khai ngay cái nhiệm vụ để thực hiện. Đặc biệt là quan tâm đến các dự án trọng điểm, trọng tâm của Ủy ban Nhân dân phố cũng như là Ủy ban quận là cũng đưa ra. Đó là một số cái dự án như là dự án làng đại học, dự án Lưu Quang Vũ và một số cái dự án trọng điểm khác. Cho nên là hiện nay là anh em vẫn là tiến hành đi làm, bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày 16. Và chúng tôi cũng đã triển khai quán triệt anh em và tập trung vô cương quyết và để làm. Từ trước Tết, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã quán triệt các phòng ban, các phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong làm việc, nhất là dịp trước và sau Tết Tân Sửu 2021, nên không xảy ra trường hợp người dân ý kiến kiến nghị về thái độ phục vụ của cán bộ công chức toàn quận. Những ngày làm việc sau Tết, Phòng Nội vụ quận đã tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ thường xuyên và đột xuất. Thì qua cái kiểm tra thì hầu hết đội ngũ cán bộ công chức tại các phòng ban đơn vị, đặc biệt là tổ một cửa tiếp nhận của quận cũng như là bốn phường đã thực hiện tốt với cái chức trách, cái nhiệm vụ của người công chức, phát huy hết cái khả năng nhiệm vụ và cũng đồng thời nó thì nâng cao cái ý thức trách nhiệm, cái đạo đức công vụ ngay từ đầu năm. Đây là cũng cái nhiệm vụ rất là quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.